Xin chào quý anh chị mình ha. Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản hôm nay lại chia sẻ tới anh chị mình một lô đất anh chị ạ. Lô đất này gần với ngã tư Chiêu Liêu đó, kế căn nhà đó quý anh chị ha, kế căn nhà màu vàng đó ha. Lô đất mình sát ra luôn. Gần ngã tư Chiêu Liêu và gần với chợ Đông Thành quý anh chị ạ. Nó nằm trên con đường này, đẹp ha. Đường rộng anh chị nha, đường này 8 mét á, đường bê tông 8 mét á. Lô này gần ngã tư Chiêu Liêu, gần chợ Đông Thành, thuộc phường Tân Đông Hiệp anh chị, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương ha. Chỗ này ra ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành là chỉ tầm khoảng 200-300 mét quay đầu thôi anh chị nha, rất là gần anh chị ạ. Còn ra Lê Hồng Phong chỉ tầm khoảng 100 mét thôi. Xíu nữa em sẽ đi bộ từ đây ra đường Lê Hồng Phong cho quý anh chị mình xem và quý anh chị mình sẽ hình dung được lô đất này ha, nó rất là đẹp anh chị ha. Đường này 8 mét, đường bê tông. Lô đất này 100 mét anh chị nha, sổ hồng riêng nha, sát căn nhà quý anh chị, sát căn nhà trệt lầu quý anh chị thấy không. Ngang 4 dài 25, ngang 4 dài 25, tổng là 100 mét anh chị, 100 mét, sổ hồng riêng. Hướng đông bắc anh chị nha, lô này hướng đông bắc. Anh chị nào Tây Tứ Trạch sẽ rất là hợp với lô này. Đó, lô này là cung mệnh Tây Tứ Trạch anh chị nha. Chỗ này anh chị mình xây nhà, xây phòng trọ cũng được ha. Đấy. Chỗ này xây tự do anh chị ơi, xây tự do thoải mái ha, xây cấp 4 cũng được. Một lầu, hai lầu, ba lầu đều được anh chị nha. Đó. Xíu nữa em sẽ di chuyển từ đất này đi ra ngoài đường Lê Hồng Phong và ra gần gần cái khúc ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành á, em cho quý anh chị mình dễ hình dung ha. Đấy. Lô đất này hiện tại là đang bán giá chính chủ luôn anh chị, 2 tỷ 600 triệu ạ. Giá còn thương lượng anh chị nha. Đấy, có hỗ trợ ngân hàng, công chứng ngay được luôn, có sổ sắn ha, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị luôn. Thì nếu anh chị nào mà yêu thích lô đất này thì hãy liên hệ cho em Hải ha. Đấy, bây giờ em sẽ đi ra đó, đi ra đường Lê Hồng Phong cho anh chị mình xem. Đất của mình cách đường Lê Hồng Phong chắc tầm 100 mét thôi, tại vì em đi bộ một xíu là tới thôi. Đây, chạy ra đây một xíu là tới này quý anh chị. Khu này thì nó gần ngay ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành, gần đường Lê Hồng Phong, gần đường Nguyễn Thị Minh Khai quý anh chị ha. Đó. Rất là gần quý anh chị nha. Xung quanh đây sầm uất lắm, ngã tư Chiêu Liêu với chợ Đông Thành thì quý anh chị biết rồi, ở phường Tân Đông Hiệp nó rất là sầm uất ha. Xung quanh đây tiện ích chợ và trường học đầy đủ anh chị ạ. Đấy. Anh chị mình yêu thích lô đất này thì hãy liên hệ cho em Hải ha. Giá 100 m, giá 2 tỷ 6, thương lượng chính chủ. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Ở ngoài lô đất này ra thì bên em vẫn còn rất là nhiều sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự vân vân tại khu vực thành phố Di An này, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Ở bên em cũng nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận tìm nhà đất theo yêu cầu anh chị ạ. Đấy. Lô đất mình là ở đường tổ 9 này quý anh chị ha. Đó thấy không? Tổ 9 phường Tân Đông Hiệp đó quý anh chị thấy không ạ? Đó ha. Nên là anh chị mình mà có nhu cầu mua bán hay ký gửi thì cứ liên hệ cho bên em. Bên em có một đội sale rất là đông anh chị ha, nên là sẽ hỗ trợ quý anh chị mình bán ra nhanh nhất có thể. Đấy. Anh chị nào mà muốn ký gửi thì cứ gửi cho bên em ha, bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình bán ra một cách nhanh nhất, tại vì bên em rất là đông sale. Đấy, bên em chuyên thị trường Di An và Thuận An của tỉnh Bình Dương cũng như là thị trường Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Đấy. Đây, ở đường cắt ngang phía trước là Lê Hồng Phong đó quý anh chị ha. Vậy là tính ra lô đất mình cách đường Lê Hồng Phong tầm khoảng 100 m anh chị ha. Em đi bộ một xíu là tới rồi đó quý anh chị. Đó. Phía trước có cái xe đi vào đó, đường cắt ngang đó là đường Lê Hồng Phong đó quý anh chị ha. Chỗ này ra ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành gần lắm anh chị ạ, chỉ tầm 200-300 m thôi. Rất là gần. Nói chung là lô đất của mình gần gần ngã tư Chiêu Liêu và gần chợ Đông Thành. Đấy. Một lô đất xây dựng tự do, giá chỉ có 2 tỷ 6 ha, 100 m anh chị nha, sổ hồng riêng nha. Đấy. Rồi đây là đường Lê Hồng Phong đây thưa quý anh chị. Hướng này là mình đây là quý anh chị. Đó, hướng này là mình chạy lên là ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành quý anh chị nha. Đó, chạy thẳng một đường này. Tầm 200 m đến 300 m thôi, xung quanh đây rất là sầm uất quý anh chị nha. Đó, kinh doanh buôn bán rất là ok quý anh chị thấy không? Đó, chạy thẳng một đường ha. Đây là đường Lê Hồng Phong nha quý anh chị nha. Đó. Còn cái hướng ngược lại này thì hướng ngược lại này là mình lên vòng xoay An Phú nữa quý anh chị. Đây. Chỗ này lên vòng xoay An Phú thì tầm khoảng hơn một cây, phải tầm một khoảng một cây hai, một cây ba ha, chạy thẳng đường này. Đó. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.